Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp đoàn có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các thành viên Ban chỉ đạo. Báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định, Thừa Thiên Huế đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là công tác tổ chức giám sát, cách ly, tổ chức kiểm dịch tại các cảng biển, cảng hàng không, phát hành thông cáo báo chí 2 lần một ngày để thông tin kịp thời đến với người dân. Hiện tỉnh đã có 5 cơ sở cách ly đối tượng F1 và đang tiến hành khảo sát 2 điểm mới, sẵn sàng tổ chức việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân. Các đội phản ứng nhanh, cấp cứu lưu động thường trực 24/7. 9 trung tâm y tế huyện và thành phố Huế triển khai khu cách ly, thu dung điều trị tối thiểu 10 giường một đơn vị và tùy theo tình hình sẽ mở rộng quy mô. Tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị với Bộ Y tế trả cấp hệ thống xét nghiệm COVID-19 nhằm tăng cường khả năng đáp ứng công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19, cơ chế xét nghiệm lại đối với các trường hợp điều trị lành và trường hợp hết hạn cách ly, hỗ trợ vật tư y tế, hóa chất, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch và phụ cấp đối với cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động trong điều hành với tinh thần chủ động phát hiện và cách ly quyết liệt. Thứ trưởng nhấn mạnh phương pháp cách ly được xem là việc làm then chốt trong giai đoạn phòng chống dịch COVID hiện nay. Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế cần tập trung triển khai hoạt động khai báo y tế toàn dân, tổng hợp nhu cầu khẩu trang y tế và đồng ý với đề xuất địa phương về trang bị thêm hệ thống xét nghiệm COVID-19, cũng như khuyến khích xét nghiệm lại các trường hợp hết thời hạn cách ly. Chiều cùng ngày, đoàn công tác Bộ Y tế đã đi kiểm tra thực tế, đánh giá hiệu quả cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế, nơi hiện đang điều trị và cách ly bệnh nhân dương tính COVID-19 trên địa bàn tỉnh.